Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk triệt xóa thành công một nhóm chuyên cá độ bóng đá qua mạng trong mùa Euro năm 2024. Quy mô rất lớn với số tiền giao dịch đánh bạc trong những ngày diễn ra Euro vừa qua là hơn 200 tỷ đồng. Sau một thời gian theo dõi, 70 cán bộ chiến sĩ chia thành 20 tổ đã đồng loạt bắt và khám xét tại 20 địa điểm trên địa bàn huyện Ea Leo, tỉnh Đắk Lắk, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bình Định. 30 người đã được đưa về trụ sở để làm việc. Cầm đầu nhóm này là Nguyễn Phi Hùng, 33 tuổi, trú tại xã E Nam và Phạm Hoàng Phúc, 34 tuổi, trú tại xã Era, huyện Ea Leo, tỉnh Đắk Lắk. Theo lời khai, vào đầu mùa giải Euro năm 2024, Hùng và Phúc liên hệ với hai người không rõ nhân thân lai lịch ở thành phố Hồ Chí Minh và Bình Định để nhận hai tài khoản tổng cá độ bóng đá, rồi chia các tài khoản tổng thành nhiều tài khoản nhỏ, giao cho những người trong đường dây để tổ chức cá độ. Từ đầu mùa giải Euro đến nay, nhóm này đã tham gia cá độ bóng đá với số tiền giao dịch lên đến hơn 200 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ hình sự 21 người để điều tra.